Xô xát đã xảy ra ở thành phố Tripoli, tên từ Tripoli. Giao chiến giữa dân quân Sunni và Alawite đã bùng nổ tại thành phố Tripoli. Bạo động tạo lo ngại, nội chiến Syria đang lan sang Lebanon, mở một giai đoạn chiến tranh giáo phái mới. Lebanon đã ở trong tình trạng sôi sục sau khi tướng tình báo Wissam al-Hassan chống chế độ al-Assad bị ám sát bằng xe bom. Trước tình hình căng thẳng, Thủ tướng Najib Mikati đã gặp Tổng thống Bashar Suleiman ở Baghdad, nhưng đã không đưa ra lời tuyên bố nào. Đảng 14 tháng 3 đã đòi Thủ tướng Mikati từ chức sau khi ông al-Hassan bị ám sát. Ngày hôm qua, Thủ tướng Mikati đã nói với báo chí rằng mặc dù ông ta đã muốn trao lại chức thủ tướng, nhưng Tổng thống Suleiman đã yêu cầu cho thêm thời gian để tổ chức hội nghị quốc gia.